À, bài tập giao tiếp với LCD 4 bit dữ liệu. Hàng thứ nhất là thư viện của bit, thư viện của bit 1687.c, theo là khai báo E chân RERSW, và mình đã định nghĩa pin B2, B0 và B1 theo giao tiếp với 4 đường dữ liệu là từ pin B4, B5, B6, B7. Gọi cái khai báo thư viện CD vào chương trình chính. Này là mình setup là cấu hình CD while true. Toggle là vị trí để hiển thị để gửi dữ liệu, boot C gửi dữ liệu vị trí thứ hai, go to XE và gửi dữ liệu mô phỏng. Phỏng chạy đúng.